Ao ao của nhà mình là nước uống luôn đấy. Vú sữa anh có không? Thiếu gì? Tùng đang nhớ huấn đấy nha. Dưới đủ lóng rồi, theo anh em làm thêm bưởi cảnh nữa thầy. Bưởi anh đầy, đây bưởi đây, bao nhiêu đây? Bưởi có 40 cây, có quả đây này. Bưởi ngon luôn đấy, bưởi đoan hùng luôn đấy. Ông nào có tiền mua dưới là tốt đấy. Mua đi mà chơi. Đấy, vải mình trồng này. Đấy, vải này. Vải thiều có hơn chục cây. Năm nào a quả ăn. Bét tên này nhè. Chào Nam Phong Nguyễn nha. Vú sữa thiếu gì? Đây, vú sữa anh có 2 cây này này. Đây, vú sữa này. Trồng không bị cái gì. Vú sữa này, đấy. Vú sữa này rồi, sắp được ăn rồi. Cây này sắp được ăn rồi đấy. Có quả ăn đấy. Đây là cây sấu này. Quả sấu này. Đấy, đây là cây sấu này. Đấy. Đây là cây sấu này. Đấy. À, ui khế này, khế này anh em ơi. À, anh em nhìn khế này, tháo ăn chưa, đầy quả luôn, sung này, ấy sung này, bay này. Bưởi thiếu gì, tre anh còn có bưởi. Bưởi đất hùng có hết mà. À, kìa quả kìa, không có bưởi quả gì đây. Ê, phải bưởi không? Sử dụng mỗi tội khởi rồng khế này, quả nhiều ăn hết sử dụng. Thế trồng đầy này. Thế là ngu trong cả khế chua, cả khế ngọt. Thích không? Đấy. Về làm chú quậy. Đấy, cuối tuần về câu cá làm một con này. Xung quanh là rừng này. Đấy, đẹp không? Xung quanh là rừng xanh biếc này. Bốn xung quanh. Kia chỗ hay nhậu, thỉnh thoảng nhậu với anh em. Đây là cây vả, cây sung, cây vả. Kia là cây, đằng kia là cây hồng, mấy cây hồng, cây quất hồng bì, ui rồi nhiều lắm, dâu ra cái cây dâu ra đất ấy, một cây mà năm vừa rồi ra 2 tấn quả, nhiều quả cười kinh khủng luôn. Nói chung là những cái cây mà ngoài miền Bắc mà có quả thì nhà mình có đủ không thiếu cái gì. Cá của anh có con 40 cân, cá 30-40 cân, con to 40-50 cân. Ngày bất sáng anh ra, cá lúc mình mua cá chấm đen mình thả ra có con kiểu là mình mua 5 con 30 cân, con 40 cân, con 40 mấy cân, 700 nghìn một cân thả chết ngoẻo con. Còn cái loại cá chấm đen với chấm trắng hơn yến này, này. Ao này mình sạch các bạn uống nước được luôn đấy, nước à, nước là nước tự nhiên này, nước suối chảy vào à, đấy, nước suối trong vắt đầu nguồn, chảy vào bắt từ đầu nguồn. Anh ra sáng này. Đấy. Phong cảnh hữu tình không? Tối đâu. Chỉ điện năng lượng mới sáng. Nguyên tiền nắp. Đây, nguyên nắp điện năng lượng xung quanh khu này. Mình đắp nguyên cái điện năng lượng. Nguyên điện năng lượng này xung quanh khu này hết 1 tỷ. Cái vú sữa này. Đây. Nắp nguyên cái tiền điện năng lượng hết 1 tỷ mà. Đây anh em nhìn thấy biết rồi. Đây, khế này xung quanh mà chỗ nào quả. Mẹ khế ăn rụng răng, khế chua, khế ngọt. Đây là các bạn anh em nhìn cái chân cột này biết
Sáng trưng như vậy. Cái vú sữa to như cái nhà này. Đêm à, tối anh muốn hòa về, mai đi sân ra. Ấy hệ thống an ninh, hệ thống ấy, ấy cá nó ra này, ấy thích không? Thế là anh thả thêm 100 con cá coi nữa này. Hồ này thì cá nhỏ, mấy cá to anh bắt về trên trên quê. Mình đang thả thêm 50 con cái loại yến hơn, cái loại 20 cân với loại mười mấy cân. Đấy, nhiều này. Giờ phải thả thêm mấy chưa? 50 con cái loại. Thả thêm cái loại mà 20-30 cân nữa. Đi ra xem là trồng cái kia đâu à? 7 giờ nó đã sáng. Đây, lý do là hết tiền. Tiền vứt ở ngoài vườn này. Đấy, đường nhựa đấy. Đấy. Đường nhựa. Mẹ mấy cái ông vào chỗ cầu cây mà ông ấy còn hú à nữa. Đây, bể bơi. Đấy. Anh em nào mà này, anh em nào mà dám làm bộ bàn ghế ngoài trời uống nước kỳ công nhé. Rộng 3 mét, đục một lỗ ở trong này rộng 1 mét, nắng là ngâm bia ông đây, cho đá và ngâm bia uống, bơi xong rồi uống. Đấy, to này bộ bàn này. Mình trồng cái gì nó cũng có ổi đầy mà. Ổi bé tí ra quả nhá. Ổi bé tí nó cũng ra quả. Ổi bé tí nó ra quả. Bây giờ mai cây này bắt đầu làm bung tán. Đấy. Mãi nào. Đấy. Đấy. À. Siêu phẩm về cả. À, trồng xong. Mẹ nó bây giờ mua, bây giờ không biết dùng gì, bỏ ngoài trời. Đây, loại gỗ lũa này, mua dùng, bây giờ không dùng hết này. Chưa dùng đến này, lại phải để ngoài trời nữa này. Gỗ này gỗ ngoài trời mà. Xong bây giờ lại phải phủ bạt vào. Khu này mình mới trồng. Hôm nay là mình mới giám sát trực tiếp, ngoài kia có kỹ thuật giám sát. Thằng kỹ thuật bảo ok gì? Ok mà. Cây này dễ khỏe mà, nó không dễ nó bị. Được rồi đấy, chỗ đấy móc vừa tí móc cái danh.
Có kịp cây kia không nhỉ? Có kịp cây kia không nhỉ? Cái cây trên xe kia để phải thả cho rồi. Bây giờ cây trên xe thả xuống để nó cẩu cây kia để. Thì bây giờ phải cẩu cái cây kia ra. Cẩu cái cây kia ra để cây trên xe mới để được. Thì mới để vào đấy được. Thì phải cho cát nó di chuyển vào đấy dần nhỉ? Thì nhắc cái cây xanh về quê thì đúng không? Cây trên xe thì đấy. Mẹ trồng cây anh em mọi người ạ, tốt nhất là có tiền là chơi cây, chơi mẹ cây anh em ạ. Ngày nào hai máy làm về trồng không kịp luôn rồi đấy. Bây giờ mai làm dễ xong rồi, mai làm bệ xong rồi, mai làm bệ xong rồi, toàn loại hàng khủng rồi. Chồng vào trong. Chồng trong mà. Trong trong ấy rồi. Cố gắng hộ đi ông cẩu hai kia về quê. Đấy. Đây những cái loại nó dâm ủ như này rồi thì không sợ gì cả. Bầu nó tốt rồi. Anh em phải cho. Bây giờ mua cái loại chơi mấy năm rồi đấy. Bây giờ là cứ anh em cứ cái loại này bán là mua mẹ cái loại này chơi cho nhanh. Dâm ủ ấy. Đấy. To này luôn này. Ra mủ hay rồi chơi cho đã. Rồi. Mấy ông kia mẹ xe chật cắt mất cái cành đi rồi. Ông kia xe chật thì cắt mất mấy cành đi ạ. Hai cành rồi. Tán đẹp ấy. Anh Dung ơi tán đẹp mà anh. Em ngày nào ông rồng đến tầm mấy giờ tối. Em trồng hết lên trên khu vực của em. Em mới trồng được có hơn 100 cây. Trên bãi được mấy chục cây. Chơi bao giờ đủ 1.000 cây là nghỉ. Thầy khó mua. Cứt khô. Đằng kia lái xe máu thế. Lái xe máu thế. Ngày nào cũng trồng cây tầm này chứ nghỉ. Đấy. Thầy sắp vỡ lợ chưa? Mày ngu lắm, kể cả có vỡ lợ mày có 1.000 cây chuối. Em phải chưa? Mày có 1.000 cây chuối, có 500 cây tùng thì mày có vỡ lợ ấy. Mày có vỡ lợ thì 5 năm nữa thì mày vẫn là cứ là người thừa tiền, hiểu chưa? Đây, 5 năm nữa như cây tùng thành cây tùng Việt này, mày nhìn nè. Em hiểu không? Mày dốt lắm. Cứ chơi cây sắp thành phẩm hoặc thành phẩm. Đúng không anh em nhỉ? Thế là máy vẫn phải vào đây để cắt vào đây nhỉ? Cái kia vào đây, xe kia vào đây được đúng không? Mai đây chở cắt đàng hoàng. Mai không có cái phục luôn với trong mắt. Bây giờ phải có cắt vào đây đã. Bây giờ mai cái cẩu dài không vào đâu. Bây giờ là phải lấy cho cái máy xúc vào đây. Để xúc ít cắt đây sang đây đúng không? Mình cho lót bệ đã, ngoài mai mình vừa ngoài là xong. Em hiểu không? Em bên trong máy bên này đây. Chứ bây giờ mai cái xe cẩu to. Cẩu to cái mà mình sao vào đây được. Đúng không?
hay là mình để cây ấy hẳn chỗ này nữa cậu, hai cây đẹp mình để hẳn đây luôn.